Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog, kênh cho chị hướng dẫn sửa chữa đường cơ lạnh. Mình cũng mới vừa nhận một cái máy tắm nước nóng hiệu Panasonic. Máy này nói chung là khá còn mới, khách cũng mới mang lại. Thì máy này là có hiệu là DH BRL4 nha mọi người. Máy này là khách báo là chập chờn, không nóng. Thì đối với dòng máy này thì mình cũng tháo ra để mình chia sẻ cách kiểm tra của mình để biết là cái máy bị lỗi cái gì. Thì anh em nào biết rồi xin bỏ qua, anh em nào chưa biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Thì nói chung cái máy này là khách mới đưa, thì khách báo thì lời của khách, còn thợ là mình phải kiểm tra mới biết được là nguyên nhân là tại sao không nóng nhưng chập chờn nha mọi người. Chập chờn không nóng lúc lúc nóng lúc không đó. Rồi đầu mình tháo cái máy ra đâm kiểm tra. Thì đối với cái dòng máy mà Panasonic này á, thì anh em nhìn vào á, thì nó nguyên lý hoạt động thì nó giống như tất cả các loại máy nóng khác thôi, nhưng mà đối với dòng máy này nó có khác hẳn ở chỗ này để mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem. Thì máy này, những cái máy khác thì nó có là cái volume á, volume vặn tăng nóng nhiều không biết nhưng mọi người, còn riêng cái máy này nó có cái volume này này tăng theo nấc là lâu và chậm, chậm và lâu và hai là cái nghĩa là nó có ba nấc. Thì ở đây mọi người nhìn nè, ở đây có hai relay nè, cái relay này mọi người nhìn thấy cái relay của nó không, nó tăng, ở trong này nó có một cái cần nó đẩy, dù là nó tăng là dụ số 1 đi thì nó nhập qua một công tắc, và tăng số 2 thì nó lên hai, nó làm hai công tắc lần luôn để nó cung cấp trên này. Thì ở trên này là cái bầu trở của nó đây, thì mọi người nhìn thấy bầu trở nó là có là hai thanh trở đốt nha mọi người. Thì ở đây là một cái trung nè, đầu trung nó nối liền với cái gì cam, màu cam là nối chuyện với hai cây trở nha mọi người. Còn ở dưới này là cả hai cây trở chia làm hai cây trở nè, ví dụ là tăng số 1 thì nó nóng một cây trở thôi, còn tăng là số 2 thì nó nóng là hai cây trở luôn, là nóng nhiều nhưng không biết nhưng mọi người. Thì mình giới thiệu là sơ lược qua cái máy tắm nước nóng Panasonic này. Còn ở đây thì nó có máy tắm nước nóng này thì nói chung là nó có một cái aftermarket, cái USB là tự nhảy luôn nha mọi người. Thì nói chung cái dòng máy này thì của là dòng máy xịn chứ không phải là máy máy dở đâu nha mọi người. Còn ở đây là công tắc nguồn nè, nguồn thì ở đây nó cũng dùng một công tắc cơ luôn nha mọi người. Mở là cái này nó nhận, mở lên vặn lên là nó sẽ nhận cái công tắc này để mở nguồn luôn nha, đồng thời là bấm luôn cái relay cái USB này nó mới lên nguồn nha mọi người. Nhưng mà tại sao khách báo là không nóng chập chờn thì cái đó mình kiểm tra mình sẽ giới thiệu với mọi người sau. Thì ở đây nó nguyên lý nó hoạt động thì nó có qua một cái relay nhiệt kẹp vào cái bầu trở, khi mà nóng quá độ thì cái relay nó sẽ ngắt, nó nhảy lên cái này nút nhảy nha mọi người, sẽ cắt. Và tiếp ở đây nó cũng có một relay đó nè, mọi người thấy một relay không, relay nước ra nè, nếu nóng quá thì relay này vẫn cắt nha mọi người. Thì cái đây là cũng có một cái cảm biến nước, nước vào đây là cảm biến nước nha mọi người. Còn ở đây là con jack, thì bây giờ mình phải đo kiểm tra thử trước mắt là cái máy này hư gì rồi mình mới kết điện mình thử cho mọi người các bạn xem. Đầu tiên mình kiểm tra cái relay nhiệt trước nha mọi người. Relay nhiệt tốt nè, nếu mà nóng quá thì relay nhiệt nó sẽ nhảy cái cần lên nha. Tốt, trở rồi. Tốt luôn nha mọi người. Mát cũng không có mát nè. Đó là speed luôn. Tốt nè. Tốt nha mọi người. Đó tiếp cùng relay nhiệt ở dưới nè. Relay nhiệt là relay nhiệt của nước ra nha. Rồi mình kiểm tra đo cái con jack này là chân G và T1 T2 luôn nha, mọi người. Chân G và T1 T2 có lên tốt không? Này không lên nè. Không lên nè. Lên nè. Tốt nè. Thì con jack này cũng là tốt nha mọi người. Nhưng mà tại sao là cái máy này là nó là khách báo là chập chờn, lúc nóng lúc không, thì để xác định được là cái nguyên nhân cái máy như thế nào. Bây giờ mình sẽ kết điện. Thì anh em ở đây nhớ là nếu mà kết
nguồn là anh em luôn luôn bao giờ phải bắt qua cái bóng bóng đèn tròn nha mọi người, bóng đèn 100W, 200W gì cũng không được nha, để chi để mà lỡ mà mình sửa lỡ mà trong cái bon mạch hay cái máy nó bị chập gì là nó không có bị nổ nha mọi người. Tại vì mà ở đây mình sửa bon mạch, bo máy giặt, bo máy lạnh, điều hòa, tất cả các loại máy thì mình đều gắn qua nối tiếp qua cái bóng đèn cao quát nha, để chi để khi lỡ cái bo mạch nó chập thì nó không có nổ. Rồi bắt đầu mình kết nối nha mọi người, kết nối qua USB này luôn. Anh em lưu ý cái đây là cái quan trọng nhất nè, khi mình đấu điện vào là phải nhớ kết nối qua con đèn cao áp, cao áp để kỳ để mà cho nó khỏi lỡ chập nó không có nổ. Rồi một cái đây sợi dây nguồn của nó nha mọi người, đấu vào chung bóng đèn. Cái này là để đảm bảo an toàn thì mình phải kết nối thế này. Thì nói chung là nguyên lý của cái máy tấm nóng thì nó hoạt động giống nhau thôi, nhưng mà tùy theo cái cấu tạo của cái máy, đôi lúc những cái máy mà nhà sản xuất ta làm ra nó hơi rầm rè xíu, còn cái thì nó thiết kế rất là đơn giản. Nhưng mình là khoái nhất là những cái dòng máy Panasonic này, vì mấy dòng Panasonic nó rất là bền, ít khi bị hư, chẳng qua là khi mà nước yếu nó không có xài được thôi, chứ còn riêng cái máy Panasonic thì mình làm thợ bao nhiêu năm nghề chứ cũng rất thích cái máy này. Rồi đồng thời là cái cây trở này, bầu trở này anh em tháo ra, tháo ra bây giờ anh em có dùng một bóng đèn hai bóng đèn được nha, nếu hai cây trở thì anh em dùng hai bóng đèn, còn không thì anh em dùng một bóng đèn cũng được. Thì mình sẽ đấu là một chân chung và một chân qua cây trở số 1 hoặc số 2 gì đó, tùy sau này mình sử dụng mình tăng ở dưới cũng được nè. Thì đây mình lấy một cái dây chung trong này ra, rồi mình sẽ tách rời một dây ra nha mọi người. Thì đối với cái bầu trở này á, thì mọi người nhìn thấy con ốc nè, rất là khó mở, rất là rầm rè, cho nên mình mở rất là ngắn gọn thôi. Thì ở đây mọi người nhìn thấy cái dây vàng nè, dây cam, nó sẽ xuống ra cái công tắc cái này nha mọi người. Này công tắc là của dây cam nè, là một chân và một chân đường trở nè, là cho là số 1 đi. Còn dây màu vàng đây nè, nó xuống vào công tắc thứ hai nè, cho là số 2 đi. Mình sẽ rút cái này ra mình thử nha mọi người, chứ còn mở cái này thì nó hơi khó, lật phải lật, mở này phải rẽ cái bầu điện trở ra rắc rối. Còn một dây thì mình sẽ đưa vào cái dây đỏ, dây chung này đó. Thì mình chia sẻ anh em cách là làm rất dễ. Bây giờ mình rút đầu dưới đây nha, rút đầu dưới đây, rút dây màu cam trước nè, rút dây công tắc luôn, không cần rút trên, vì rút ở trên nó rất là khó. Mình rút gì nha, rút dùm thử. Rồi mình sẽ bắt con đèn qua. Dùng con đèn thử nha mọi người. Thử là cái dây vào dây chung nè, một đầu bóng vào dây chung nè. Còn đây mình sẽ thử vào công tắc này, chung 1, chung 2, chung 3 nha. Đó, thử mình chỉ cần thử cái này, mình bắt đầu mình vặn thôi, mình thử lên chung 1, chung 2, chung 3 là coi nó ok chưa, là biết là cái máy bị hư gì. Rồi bắt đầu mình thử. Bây giờ mình đút cái con tắc vào, vặn mở nha mọi người. Vặn qua đây tắc nè, mở nè. Nó là xài công tắc lam nha. Loại này là xài công tắc lam. Vặn lên tăng luôn. Mở rồi. Này là xài con tắc lam nha. Rồi cái nghĩa là bây giờ cái dây bóng đèn đây, mọi người bắt vào cái dây trung của điện trở nè. Thì bây giờ còn cái dây dây vàng và dây cam này á, thì xuống đây mình rút ra rồi nha. Rút là cho tiện, cho còn nếu mà giả sử nhưng mà cái này á, cái này nếu mà mọi người mất công tháo cái con ốc này ra, lật cái điện trở lên tháo ốc ra thì nó rùm rè lắm. Anh em không cần lên là tháo. Bây giờ anh em chỉ cần rút hai cái dây ra. Đây nè, dây cam nè. Cam và dây vàng ra là được rồi. Dây vàng mà rút ra.
nó vô bàn đây mà cả nhà. Nè, rút hai dây này thôi. Thì hai dây này là nó sẽ lên cái điện trở này. Còn cái dây bóng đèn thì mình đấu chung vào dây chung đây. Rồi bây giờ mình thử. Cắm nguồn thử cho mọi người xem. Rồi, mình mở là điện đèn nguồn sáng nha mọi người. Từ từ để đút cái dây gì nữa. Mình đút cái tục vít vô để cảm biến cái này cái. Đút cái tục vít vào để cho nó đẩy cái 500 lên nha mọi người. Để 500 rồi để nó hít cái cảm biến này. Rồi bây giờ mình găm điện nè. Găm điện thử. Rồi bóng đèn sáng nha mọi người. Giờ mình thử cái này thôi. Tăng số lên, tăng số lên. Thử nè. Sáng cho mọi người cái nha. Cái đây là cái số này là mình đang để sáng nha. Đây là số 2 nè. Cho số 2. Giảm lại. 1 nè. 1 nha. 1, 2 đây là nó để sáng nè. Rồi. Thì với tư cách là cái máy này hiện tại giờ là rất tốt nha cả nhà. Nhưng mà nguyên do là theo mình hiểu được là cái máy này là do khách xài, nơi của nhà khách xài là nước bồn yếu, cho nên là khách không biết tháo cái máy này đem tới cho mình sửa. Thì cái máy này là mình kết luận là cái máy này không có bị hư nha, do cái đường nước xài bị yếu thôi, cho nên nó không có nóng được. Vì vậy như anh em khi mà gặp những trường hợp máy này á, phải rút kinh nghiệm. Đối riêng với cái dòng máy Panasonic này á, là nước mạnh mới xài được nha, do khách xài nước bồn nè, không có đủ sáng được. Rồi mình tắt nè. Tắt đây. Đây là con tắt quay tròn. Con tắt quay tròn. Tắt đây. Rồi, mở nè. Chứng tỏ là do này nước yếu cho con máy không bị hư, sáng tốt. Thì mình kết luận rằng cái máy này nước nóng này là do nước yếu, khách xài nước bồn không đủ áp để mà nó đẩy cái 500 lên cảm biến, cho nên cái máy này nó không có nóng được. Còn nguyên lý của cái máy này thì mình sẽ chia sẻ với anh em để anh em biết ngõ đấu nè, biết ngõ làm nè. Nguyên lý hoạt động của máy này thì nó giống như mấy máy kia thôi, nhưng mà nó cấu tạo phức tạp là hai cái relay, nhiệt nhân mọi người trở hai cây luôn. Thì ở đây là mọi người xem là cái con jack của nó, cái đây anh em dễ làm hàng lắm nha. Con jack nè, cái chân g của con jack á, nó sẽ đưa vào điểm dây số 7 trên mặt đèn này, mặt đèn nha. Còn cái chân T1 là nó đưa vô điện nguồn, vô CB. Còn cái chân T2 nó sẽ vào một cái relay nhiệt dưới này, nhiệt này. Sau nó qua, cái dây đen và dây xanh này, nó để đưa lên cái công tắc lam này nha mọi người. Công tắc là xài cơ xài bằng lam nè. Để chỉ khi mà mình vặn cái này á, cái lam nó đẩy qua yếu, nóng ít, nóng nhiều là hai cái lam này nha. Thì hai còn cái dây này là hai cái dây này, dây cam và dây vàng, chủ yếu nó đơn điện trở nè. Còn đây là công tắc nguồn, đây là CB, thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà anh em phải lưu ý, tại vì cái loại máy Panasonic này là rất là bền, nhưng mà nó dòng cơ. Thử mình khi mình đấu là mình đã hiểu rõ nguyên lý nó một xíu. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho nút like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người các bạn.